gì? Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Theo như tất cả mọi người đã xem đoạn video hồng ngoại mình đã đăng lên cách đây không lâu, đã phát hiện ra một cái vật thể mà mọi người đã cho rằng đó chính là một gia đình của một vong linh. Mà mọi người đã cho rằng những cá thể đó chính là hồn ma. Và gồm có những là hồn ma nam thì cộng một đứa bé, và hồn ma nữ cũng ẵm theo một đứa bé mọi người ạ. Thì những ngày vừa qua mình đã có một ý định rất là hay, đó chính là mình sẽ nhờ những vong hồn này đi tìm tung tích của ông thầy giùm cho mình, bằng cách là mình sẽ cầu cơ và giao tiếp với những linh hồn đã đi vào bên trong này. Và mình không biết là những linh hồn đó đi vào trong đây để tìm kiếm những thứ gì. Và tất nhiên là nếu như cái vong hồn đó giúp cho mình thì mình cũng sẽ giúp lại cái đáp ứng của linh hồn đó đưa ra. Và luôn luôn ngay bây giờ mình sẽ cầu cơ và luôn luôn có camera hồng ngoại ở phía sau để có thể quay lại được những hiện tượng tâm linh. Và bây giờ mình và tất cả mọi người cùng nhau chuẩn bị vật dụng và chúng ta cầu cờ nhé. Bắt đầu thôi. Thì đây chính là bàn cờ. Và mình đã chuẩn bị những vật dụng cần thiết để có thể thực hiện cầu cờ. Mình đã mở camera hồng ngoại và mọi người cũng đã thấy ở đây chính là tất cả những vật dụng cần thiết của mình. Và bây giờ mình sẽ đặt con cờ. Đây mọi người, đây chính là con cờ nha. Mình sẽ đặt con cờ lên bàn cờ và bắt đầu cầu cơ nhé. Bây giờ mình sẽ thắp một cây hương để đọc câu về cầu cơ nha mọi người nhé. Thì thật sự khi mà mở camera đó lên, mình thấy những cái vật thể đó mình rất là sợ mọi người. Mình không biết tại sao là có thể đi vào trong đây được và muốn tìm kiếm điều gì trong đây. Thì bây giờ mình cầu cơ, mình sẽ hỏi luôn, và cũng như mình đang có việc để có thể nhờ linh hồn để giúp cho mình nhé. Xin phép mọi người, mình sẽ đọc câu về cho mọi người nhé. Xin cho tôi hỏi, có linh hồn nào ở đây không?
Mình vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra nha mọi người nha. Và hôm bữa vào đúng khung giờ này, những linh hồn đó đã hiện về ở đây. Xin cho tôi hỏi, có linh hồn nào ở đây không? Cái cửa mới nhất mọi người ạ. Có mọi người vừa thấy con cơ nó chạy vào có nha mọi người. Và đây là con cơ bằng nhựa nha. Vậy bây giờ mình sẽ hỏi xem là linh hồn này là cái người nam hôm bữa hay là cái người nữ nha mọi người nha. Linh hồn xin cho tôi hỏi, linh hồn là nam hay linh hồn nữ vào ngày tôi đã thấy được hai linh hồn nam nữ đi vào trong đây, thì linh hồn là nam hay nữ? Đó là linh hồn nam mọi người ạ. Nếu như linh hồn đó là nam thì có thể là cha hoặc là chồng của cái người nữ đó mọi người. Tại sao gia đình của linh hồn lại đi vào bên trong chỗ của tôi thờ cúng để làm gì? Theo như mình thấy á mọi người, tại sao lại có thêm những chữ G, chữ H rồi là sao ta? Nó không có nghĩa. GHT là nó không có nghĩa mọi người. Hay là con tôi đói ta? Có phải là con linh hồn đói hay không? Vậy bây giờ nếu như tôi nhờ linh hồn giúp tôi một việc, nếu linh hồn làm được, tôi sẽ cúng cho gia đình của linh hồn những món mà linh hồn muốn ăn, thì linh hồn có chịu hay không? Vậy bây giờ tôi sẽ nói việc của linh hồn cần làm trước nhé. Đầu tiên, tôi đã ở đây và thực hiện rất nhiều những nghi thức về tâm linh, và tôi đang là người tìm hiểu về thế giới tâm linh. Theo như tôi cảm nhận được là ở gần khu vực này có một người thầy đang sai khiến những linh hồn ma quỷ để làm hại tôi
và họ đang muốn che giấu một cái điều gì đó. Thì tôi muốn linh hồn hãy tìm dùm cho tôi tin tức của người thầy nào ở gần đây có được hay không? Ok mọi người ạ. Vậy bây giờ tôi sẽ hẹn linh hồn vào 3 ngày nữa vào lúc 12 giờ đêm. Tại đây, tôi sẽ thực hiện nghi thức cầu cơ một lần nữa vào lúc 0 giờ 3 ngày tới. Nha. Và sau đó linh hồn hãy nói cho tôi nghe những điều mà linh hồn đã tìm được. Thì tôi sẽ cúng cho linh hồn thứ mà linh hồn muốn. Thì bây giờ linh hồn muốn tôi cúng cho linh hồn món gì? Chỉ là sữa thôi hay sao? Còn những thứ gì nữa hay không? Thật sự, tôi cũng rất là khó khăn. Tôi ở trong ngôi nhà này cũng được người chủ cho ở miễn phí và không có lấy tiền của tôi. Nhưng nếu linh hồn tìm được cho tôi thông tin chính xác, tôi sẽ cố gắng để có thể mua được những thứ mà linh hồn muốn để cúng cho linh hồn. Bây giờ thì tôi xin thăng. Ok rồi mọi người. Thì mình cũng đã nói được với linh hồn đó những điều mình muốn nói rồi. Ok. Bây giờ 3 ngày tới mình sẽ livestream và thực hiện cầu cơ để xem là linh hồn này có tìm được những thứ mà mình đã nhờ vả linh hồn này không, và mình sẽ cố gắng để kiếm được những thứ mà linh hồn này muốn để cúng cho họ. Thì khi mà mình nghe linh hồn này nói con tôi đói, mình cảm thấy rất là tội nghiệp mọi người ạ. Ok, thì bây giờ có thể là mình sẽ dừng video tại đây và hẹn gặp lại mọi người vào 3 ngày tới để mình livestream trực tiếp